Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ các bạn. Và ngày mai đó sẽ không có video, có nghĩa là ngày hôm nay sẽ là cái video cuối cùng cho năm 2023 từ kênh Thuận Capital các bạn. Và trước hết thì Happy New Year các bạn. Cả năm nay đó thì Thuận đã chia sẻ và tâm sự rất nhiều với các bạn rồi. Trong video này đó Thuận chủ yếu chỉ muốn cập nhật một số những thông tin về các bạn và tâm sự chút ít mà thôi. Và có một số những cái thông tin mà Thuận đã muốn chia sẻ với các bạn cách đây vài ngày, nhưng mà tại vì có quá nhiều tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF và nó rất là quan trọng cho nên Thuận đã dành thời gian để mà chia sẻ những tin tức đó. Thì trong video này Thuận sẽ cố gắng chia sẻ cái phần còn lại mà Thuận đã muốn gửi đến các bạn trong mấy ngày qua. Nó liên quan đến Solana, nó liên quan đến Ethereum và một số điều mà chúng ta cũng nên quan tâm đến trong năm tới đây. Năm 2023 đã đến và đã đi rất là lẹ luôn các bạn. Và năm nay thì cái thành quả của thị trường Thuận nghĩ là đã vượt xa mong đợi của rất nhiều người, trong đó có luôn bản thân của Thuận. Các bạn nào mà đã theo dõi kênh hơn một năm qua đó thì các bạn hãy đặt mình trở về giờ này. Năm ngoái đó thì cảm giác các bạn đã sao? Giống như chúng ta đang nằm ở trong một cái vùng xoáy đi xuống mà không biết lối ra các bạn. Nhưng mà năm nay đó thì mọi thứ đã khác rồi, tất cả đã thay đổi. Nhưng mà nhìn vào một góc cạnh khác đó thì mọi thứ có phải là đang thay đổi hay không? Hay là mọi thứ đó vẫn tiếp tục đi theo chu kỳ, mà cái mà thay đổi đó chính là tâm lý của chúng ta mà thôi. Tại vì tâm lý luôn bị thao túng bởi tin tức, bởi những sự kiện của thị trường các bạn. Nhưng mà tới cuối cùng đó, cốt lõi thì các bạn thấy được là vẫn là lòng tham và sợ hãi. Và lòng tham và sợ hãi chính là cung và cầu ở trên thị trường. Và các bạn thấy được khi mà một bên nó lấn áp quá nhiều đó thì sau đó bên kia cũng sẽ có cái cơ hội để mà cân bằng lại, rồi sau đó lấn áp. Và cứ như vậy cho nên chúng ta mới thấy những cái chu kỳ ở trong thị trường. Và thị trường nào cũng có chu kỳ hết các bạn. Năm nay là một năm rất là tốt cho giá cả của rất nhiều crypto các bạn. Chúng ta có những crypto mà có sự tăng trưởng lớn dựa theo cryptocurrency app. Họ chia sẻ chúng ta có đồng bond tăng trưởng hơn 7.000% các bạn. Chúng ta có đồng injective tăng trưởng hơn 2.600%, Caspa hơn 1.000%, Render gần 1.000%, Solana 678%, Wemix 632%, Fetch.ai 556%, Stacks 483%, Immutable X 375% và Helium 329%. Nếu như mà Thuận nói với các bạn đây sẽ là cái sự tăng trưởng của năm nay, chúng ta trở về một năm trước và Thuận chia sẻ thông tin này đây nhiều bạn sẽ không có tin đâu. Cho nên các bạn thấy là thị trường luôn cho chúng ta những cái sự bất ngờ. Nhưng mà không chỉ riêng những đồng đó các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây chính là crypto bubble và Thuận đã bấm vào cái chữ year, nghĩa là trong vòng một năm qua thị trường rất là xanh luôn các bạn. Và những đồng lớn thì ra sao? Và ngoại trừ đồng Solana là đồng lớn ra, các bạn thấy được là phần còn lại đó thì nó xếp hạng sâu hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là ngay cái Solana khi thường đọc con số cũng thấy có gì đó sai. Tại vì khi mà các bạn nhìn vào trong vòng một năm qua đó thì Solana đã có một cái sự tăng trưởng cực kỳ cao các bạn. Một năm qua đã là 935% rồi. Không biết tại sao mà cryptocurrency lại nghĩ là chỉ tăng có 678% mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy là không chỉ riêng là Solana, những đồng lớn khác như chúng ta nói tới là đồng đứng đầu thì Bitcoin thì vẫn có sự tăng trưởng là 155% các bạn. Ether là một trong những đồng mà nhiều người cho là đã không có theo kịp thị trường trong năm nay, vẫn tăng 92% các bạn. Phần trăm đó thì vẫn cao hơn là XRP 83.75%. Đáng tiếc năm nay đây chúng ta có rất nhiều những tin tức tốt liên quan tới XRP, nhưng mà giá cả đó thì cũng có sự hồi phục các bạn. Nhưng mà so sánh với những đồng lớn khác đó thì cái phần trăm này nó không có bằng. Và chúng ta thấy là BNB đó thì năm nay có sự tăng trưởng là 28.16%. Có hai điều các bạn cần phải nghĩ đến khi mà chúng ta nói tới đồng BNB. Thứ nhất, năm nay là một năm mà sàn Binance gặp rất là nhiều những rắc rối pháp lý, không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà chúng ta nói tới là ở châu Âu, ngay cả châu Á cũng gặp rất nhiều rắc rối các bạn. Nhưng mà đồng BNB đây thì vẫn có cái sự tăng trưởng là 28%. Và một điều khác nữa đó, khi mà chúng ta nhìn vào giá của BNB thì cái đỉnh điểm đó, giá BNB là đâu đó khoảng chừng là hơn 600 đô các bạn, khoảng 650 đô. Và các bạn thấy là sau khi mà điều chỉnh xuống đó thì cái mức thấp vào năm 2022 đó là khoảng 220 đô. Thì nói chung đồng BNB đã giảm khoảng chừng là 60% mà thôi. Đương nhiên là giảm 60% là nhiều, nhưng mà khi mà so sánh với những nền tảng khác các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm này đã không phải nhiều, khi mà chúng ta thấy là có nhiều nền tảng lớn giảm tới 80-90%. Thì đồng BNB đã có cái sự hồi phục không có bằng những năm khác, nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái mức giá bây giờ so với đỉnh thì cũng đâu đó cỡ như là những năm khác các bạn. Như chúng ta nói tới Ethereum thì cái mức cao là 4.000 mấy, bây giờ là 2.300, thì cũng đâu đó khoảng chừng là 50% từ cái đỉnh. Chúng ta nói tới Solana thì Solana tuy năm nay có sự tăng trưởng rất là nhanh, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn thấy được là cái mức cao của Solana đó là trở về 20 năm 2021, lúc đó là khoảng 248 đô la, bây giờ là 103, thì cũng đâu đó khoảng chừng phân nửa các bạn. Nói chung thì những nền tảng lớn cũng đã có sự hồi phục khoảng chừng là phân nửa năm nay. Đặc biệt là Bitcoin, các bạn thấy được là bây giờ mức 42.200 đô, thì cái mức cao của Bitcoin là 69.000 đô thì đã hồi phục hơn phân nửa rồi. Và chúng ta muốn thấy Bitcoin tiếp tục có sự hồi phục các bạn, tại vì Bitcoin vẫn là đồng lớn nhất, vẫn là vua của thị trường này các bạn. Cho nên chúng ta muốn tiếp tục thấy Bitcoin có sự phát triển về mặt vốn hóa thì cả thị trường này mới từ từ được nâng lên. Và Bitcoin đó thì năm nay vẫn có một cái sự hồi phục cực kỳ ấn tượng các bạn, 155%. Và năm nay chúng ta cũng đã thấy sự hồi phục này đã nhiều hơn cả mong đợi, tại vì trước khi mà bước vào năm nay chúng ta cũng đã nghĩ đến cái khả năng là chúng ta sẽ thấy là chu kỳ mà 4 năm tiếp tục lặp lại, có nghĩa là năm nay sẽ là một năm mà sẽ có sự hồi phục. Cái đó chúng ta đã nói tới rất nhiều năm ngoái rồi trước khi bước vào năm nay, nhưng mà chúng ta nghĩ đến là khả năng sẽ như năm 2019 sẽ có cái sự hồi phục đến khoảng chừng là hè năm nay, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy được là có một sự điều chỉnh xuống nhưng mà kết thúc vẫn sẽ cao hơn là lúc mở đầu. Và nếu chúng ta đi theo chu kỳ năm 2019 á, thì chúng ta đã nói là có khả năng Bitcoin sẽ kết thúc năm nay đâu đó khoảng chừng là 30.000 đô, coi như đã là một năm rất là bullish cho Bitcoin rồi. Kết quả thì các bạn thấy là nhiều hơn cái mong đợi. Thì nhiều người nói là chúng ta có thể thấy cái sự hồi phục tương tự như năm 2015 sau khi mà trải qua mùa đông năm 2014. Thì nó có sự tương tự tại vì chúng ta thấy năm 2015 nên thì giá Bitcoin sau khi mà hồi phục đó thì tiếp tục hồi phục từ đầu năm tới cuối năm chứ không có sự điều chỉnh như năm 2019. Nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ có cái sự tương tự mà thôi, tại vì một trong những yếu tố lớn năm nay đó chính là Bitcoin Spot ETF các bạn. Cứ nghĩ nếu như mà chúng ta không có cái thông tin liên quan tới là BlackRock và những công ty phố Wall muốn có Bitcoin Spot ETF và trong vòng nửa năm còn lại của năm nay đó là cái tin tức lớn nhất. Nếu như mà chúng ta không có cái tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì Bitcoin có điều chỉnh giống năm 2019 hay là không? Không ai biết được đâu các bạn, đó sẽ là một cái sự kiện cho một cái thế giới khác. Mà trong thế giới này chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF là một cái thông tin lớn tiếp tục đẩy giá Bitcoin lên từ hè cho đến thời điểm ngay bây giờ. Và Thuận có thêm những tin tức Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà Thuận đã chuẩn bị để mà bước qua năm 2024 đầy sôi động rồi các bạn. Các bạn đã ready chưa? Tại vì chúng ta đã thấy năm 2024 sẽ là cái năm mà chúng ta có hiện tượng halving lần thứ hai các bạn. Chúng ta bây giờ đó chỉ còn khoảng chừng vài tháng nữa thôi, 113 ngày. Đâu đó khoảng chừng tháng 4 của năm sau sẽ là Bitcoin halving các bạn, là một cái sự kiện rất là lớn. Khoảng chừng mỗi 4 năm của Bitcoin, lúc đó thì mỗi một block cái số lượng Bitcoin đào được sẽ giảm xuống từ 6,25 còn có 3,125 Bitcoin mà thôi. Và chúng ta cũng biết là năm sau là một năm mà mọi người đang chờ đợi tin tức đến từ Fed về việc giảm lãi suất. Đương nhiên Thuận thì có cái lòng tin là năm nay đó khoảng chừng cuối năm sẽ có cái sự giảm lãi suất, nhưng mà tới cuối cùng chúng ta lại phải đợi thêm nữa. Và dựa theo những cái chỉ số CME đó thì chúng ta phải đợi tới tháng 3 mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên, có nghĩa là chúng ta phải đợi thêm 3 tháng nữa. Nhưng mà các bạn đã nhớ là giờ này năm ngoái nếu như mà nói tới giảm lãi suất thì nhiều người sẽ không có tin đâu các bạn, và nhiều người nghĩ là còn rất là lâu, tại vì lúc đó lạm phát vẫn còn ở mức cao và Fed thì luôn nói là lạm phát phải xuống 2% họ mới nghĩ đến việc là giảm lãi suất. Và các bạn đã nhớ là nhiều bài báo nói là phải đợi tới năm 2025, năm 2026, và thậm chí nhiều chuyên gia tài chính nói là chúng ta có thể là sẽ không bao giờ quay trở lại cái thời điểm lãi suất thấp nữa, hãy làm quen với lãi suất cao đi. Thuận thì nghĩ khác các bạn, tại vì liên quan tới lạm phát đó chỉ là một cái yếu tố khiến cho Fed ra quyết định là tăng hay giảm lãi suất mà thôi, tại vì đến cuối cùng đó thì Fed không phải là một cái đơn vị độc lập như là mọi người nghĩ đâu. Tuy là trên giấy tờ là như vậy nhưng mà áp lực thì vẫn có các bạn. Chúng ta sẽ thấy được là áp lực từ chính trị, áp lực từ những nghị sĩ, áp lực những công ty. Nếu như mà cứ tăng lãi suất hoài ra thì những công ty làm sao mà có thể hoạt động được các bạn. Trong khi mà chúng ta thấy được là bao nhiêu ngân hàng họ đi mua công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ, tăng lãi suất như vậy sẽ khiến cho công trái phiếu của họ bị mất giá, và lỡ như họ cần tiền gấp thì đã sao. Các bạn đã thấy rồi, hồi tháng 3 tình hình cực kỳ hỗn loạn khi mà những ngân hàng nhỏ họ phải phá sản. Lòng tin của Thuận thì năm sau đó Fed sẽ phải giảm lãi suất, không phải là họ muốn giảm lãi suất mà họ cần phải giảm lãi suất. Hai cái đó khác nhau các bạn, muốn hay không muốn đi nữa thì Fed vẫn sẽ phải giảm lãi suất năm sau. Giảm bao nhiêu thì cái đó chúng ta không thể biết trước được, nhưng mà năm sau sẽ là năm mà chúng ta sẽ thấy lãi suất giảm, và năm sau cũng là năm mà chúng ta sẽ có bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Và năm bầu cử đó thường là một năm sôi động trong thị trường tài chính nói chung, và năm sau bầu cử tổng thống lại có cái sự quan trọng đối với tương lai, ít ra về tương lai của crypto ở Hoa Kỳ các bạn. Thì chúng ta sẽ theo dõi những thông tin này năm sau, những sự kiện cực kỳ lớn. Và đối với những bạn nào mà đã theo dõi kênh nhiều năm đó thì hy vọng các bạn cũng đã nhận ra được là những gì chúng ta mong muốn bao nhiêu năm qua từ từ từng bước đã trở thành hiện thực. Nếu như các bạn hỏi Thuận thì Thuận cảm thấy là mọi thứ diễn ra nhanh hơn là Thuận tưởng tượng rất là nhiều. Các bạn đã biết là chúng ta đã nói tới Bitcoin Spot ETF bao nhiêu năm nay rồi các bạn. Chúng ta đã nói tới cách đây khoảng chừng là 5-6 năm trước, Thuận với các bạn đã cùng nhau nói về Bitcoin Spot ETF biết là bao nhiêu lần. Và quan điểm của Thuận lúc nào cũng sẽ là Bitcoin Spot ETF là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tại vì sớm hay muộn nó sẽ được thông qua và bây giờ chúng ta đã tới rất là gần để có khả năng được thông qua Bitcoin Spot ETF tại Hoa Kỳ rồi các bạn. Và chúng ta cũng đã nói khá nhiều liên quan đến là chúng ta sẽ từ từ thấy những công ty lớn tham gia vào thị trường này. Điều đó đã xảy ra. Chúng ta thấy là những công ty lớn sẽ lưu trữ crypto. Điều đó đã bắt đầu xảy ra từ năm 2020 rồi. Chúng ta sẽ thấy được là những cái công ty phố Wall sẽ tham gia vào, như là bây giờ họ muốn có Bitcoin Spot ETF. Điều đó cũng đã trở thành sự thật và chúng ta sẽ bắt đầu thấy những quốc gia chấp nhận crypto. Điều đó dần dần hiện ra các bạn, từng bước một. Những gì mà chúng ta mong muốn cũng đã dần dần hiện ra và vốn hóa của Bitcoin cũng không làm cho ta thất vọng. Tuy là có lên có xuống những chu kỳ trong vòng bao nhiêu năm qua, nhưng mà các bạn thấy được là khi mà nhìn tổng quát thì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin đó xu hướng vẫn là tăng trưởng. Khi mà chúng ta nhìn vào cái quãng đường giá cả của Bitcoin, những cái mà chúng ta thấy là tăng lên rồi giảm xuống, tăng lên giảm xuống, đương nhiên đó là những chu kỳ của thị trường. Những lúc mà mọi người quá tham lam dẫn đến giá cả tăng vọt, rồi sau đó mọi người quá sợ hãi dẫn đến giá giảm xuống. Nhưng mà cái quan trọng hơn như thường chia sẻ với các bạn là một thị trường mà chúng ta muốn đầu tư dài hạn đó thì cái đáy của mọi chu kỳ phải tăng lên chứ không phải là giảm xuống. Cái đó mới là điều quan trọng các bạn, tại vì đó cho chúng ta thấy được đây là một cái thị trường mà càng ngày càng có nhiều người tin tưởng. Cũng giống như chúng ta nhìn vào thị trường S&P 500 các bạn, chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó, thì chỉ số này chúng ta có thể nhìn thấy được có lên có xuống cũng tương tự như Bitcoin. Các bạn zoom ra thì nhìn thấy là nó không lên xuống dao động mạnh như Bitcoin, tại vì chúng ta zoom ra nhiều các bạn, từ năm 1980 tới bây giờ. Khi mà zoom vào ngắn hạn các bạn thấy được là cái sự lên xuống nó cũng không có kém gì Bitcoin đâu, nhưng mà càng ngày thì vốn hóa của chứng khoán càng lớn dẫn đến là sự dao động nó thấp hơn, nhưng mà chu kỳ thì vẫn còn ở đó. Trong vòng bao nhiêu năm qua đó, rất nhiều người đã nói với Thuận là Thuận cứ quá bullish, thì có đúng hay là không? Thật ra khi mà các bạn nhìn vào những gì Thuận nhìn vào zoom ra thời gian xa hơn, nhìn vào những gì đã xảy ra với tiền pháp định, hiểu được lạm phát sẽ mãi mãi có, hiểu được những chu kỳ thì Thuận không bullish cũng không được các bạn. Có lên có xuống, đương nhiên các bạn thấy được là bao nhiêu năm qua Thuận cũng đã học để có thể phân bổ vốn, để có thể chốt lời và tiếp tục tích lũy đầu tư. Và cứ như vậy Thuận sẽ mãi mãi không bao giờ all in và cũng sẽ mãi mãi không bao giờ all out thị trường các bạn. Chỉ là cân bằng lại tiền mặt, cân bằng lại vốn hóa, rồi sau đó tiếp tục và cứ tiếp tục như vậy. Và Thuận tin tưởng chúng ta đầu tư không phải chỉ vì chúng ta thích đầu tư mà là chúng ta không có sự lựa chọn khác các bạn. Đó là cách vận hành của thế giới hiện bây giờ. Các bạn muốn cải tiến cuộc sống của các bạn chỉ có thể học đầu tư mà thôi. Và biết bao nhiêu người rất là tài giỏi các bạn, họ kiếm được rất nhiều tiền, họ là kỹ sư, họ là bác sĩ, họ là những người mà kinh doanh cực kỳ thành công. Nhưng mà nếu như mà họ không có biết đầu tư thì các bạn sẽ được là họ sẽ không thể nào bảo quản được cái lực mua của cái tiền, công sức mà họ làm ra được. Cho nên đầu tư là cách duy nhất. Cho dù các bạn không thích đầu tư crypto, các bạn cũng nên tìm hiểu đầu tư như mảng khác. Cái gì mà các bạn cảm thấy có lòng tin và các bạn có cái sự hứng thú và có thể đầu tư lâu dài được, cái đó mới là điều quan trọng. Cũng giống như là chúng ta nói tới Bitcoin vậy các bạn, Bitcoin không năn nỉ ai, chấp nhận hết. Bao nhiêu năm qua đó Bitcoin chưa bao giờ năn nỉ ai hãy đào Bitcoin đi. Bitcoin cũng không có năn nỉ quốc gia này hay công ty kia hãy chấp nhận Bitcoin. Đối với Thuận đó, thay vì là Bitcoin thuyết phục mọi người hãy nên tin tưởng, tham gia vào mạng lưới Bitcoin, tham gia vào đào, sử dụng Bitcoin, lưu trữ Bitcoin. Nhưng mà ngược lại đó thì Bitcoin lấy đi những lý do tại sao mà một người nên từ chối chấp nhận. Có nghĩa là đến một lúc nào đó thì mọi người sẽ không còn lý do nào mà không chấp nhận Bitcoin hết. Thời gian đó là bao nhiêu thì mỗi người đều mỗi khác các bạn. Giống như là những công ty phố Wall, những ngân hàng mới đầu họ không chấp nhận, nhưng mà tới một lúc nào đó, thì họ không có lý do gì không chấp nhận khi mà họ có thể kiếm được lợi nhuận từ Bitcoin nói riêng hay là crypto nói chung. Thợ đào tham gia vào Bitcoin tại vì họ có thể kiếm được lợi nhuận. Mọi người tìm đến Bitcoin tại vì hai chữ lợi ích các bạn, và lợi ích là mãi mãi. Cho nên Bitcoin là một mạng lưới mà Thuận vẫn có lòng tin dài hạn các bạn, và thị trường crypto nói chung. Đó là những gì mà Thuận muốn tâm sự với các bạn, chia sẻ ở đầu video này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tin tức lớn đi. Thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy giá Bitcoin không có cái sự thay đổi nhiều. Nói chung đó thì ngày hôm qua, sau khi mà có những cái tin tức liên quan tới là nhiều những công ty họ đã nộp giấy tờ để có Bitcoin Spot ETF, và dựa theo Bloomberg thì hầu như SEC không còn lý do nào để từ chối nữa. Mà nếu như mà ai đó muốn từ chối đó thì cái đó phải đến từ một trong những cái cơ quan nhà nước cực cao các bạn. Đó là ai không biết, có thể là phải ai đó giống như là Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra sắc lệnh để mà từ chối. Tôi nghĩ điều đó đó thì sẽ không xảy ra đâu các bạn. Nói chung đó thì ai cũng hiểu Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua, nhưng mà thông qua ngày nào đó thì dựa theo cái tin tức hồi sáng này đó chúng ta nhận được đã đến từ Reuters, thì họ nói là SEC có thể thông báo cho các nhà phát hành ETF sớm nhất là vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới là họ được phép ra mắt quỹ Bitcoin Spot ETF. Thì chúng ta nên biết là cuối tuần này rồi sau đó chúng ta sẽ có cái ngày lễ New Year, đó chính là ngày thứ Hai, thì ngày thứ Ba sẽ là ngày sớm nhất nếu như mà SEC muốn có thể thông báo cho những cái công ty là họ được phép ra mắt. Nhưng mà chúng ta không biết là ngày nào các bạn, nhưng mà sẽ là trong vòng 10 ngày tới đây. Và khi mà được cho phép ra mắt rồi đó thì khi nào mở đầu trading chúng ta cũng chưa có rõ, chúng ta phải đợi thêm thông tin các bạn. Có thể là sau khi mà cho thông qua rồi có thể là được giao dịch một tuần sau đó hay là 2 tuần sau đó, chúng ta không có rõ các bạn. Khi nào mà có thêm tin tức Thuận sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng mà đó chỉ là thủ tục hành chính mà thôi. Ngay thời điểm này đó thì hầu như không có lý do gì để SEC từ chối hết. Và chúng ta nhìn cái update trên màn hình đó, thì các bạn đã thấy được là những công ty mà chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF đó, thì hầu như tất cả đều đã có tên tuổi của công ty trung gian rồi. Ngay cả Grayscale cũng có, ARK cũng có rồi các bạn. ARK Invest thì họ cũng lựa chọn không có ai khác hơn đó chính là Jane Street và Virgil. Nói chung đó thì hai công ty này theo Tùng hiểu là hai công ty đã đảm nhiệm vai trò công ty trung gian AP cho những quỹ ETF nhiều năm rồi, cho nên cái này cũng không gì gọi là quá đặc biệt. Chỉ có là JP Morgan các bạn đã được nêu tên vài lần trên đây, và đương nhiên JP Morgan là công ty có CEO là Jamie Dimon lúc nào cũng nói xấu Bitcoin rồi crypto thôi các bạn. Cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng đó họ là một trong những công ty tiên phong để trở thành công ty trung gian trên quỹ này. Và bây giờ đó thì theo cái bản cập nhật này chỉ còn có hai quỹ nữa thôi các bạn, đó chính là Global X và Hashdex. Hai quỹ này đó thì hiện bây giờ vẫn chưa có tên tuổi công ty trung gian, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có sớm mà thôi. Và một điều nữa đó các bạn có để ý, đó chính là cái chữ custodian, nghĩa là cái công ty lưu trữ đó, thì các bạn thấy được là hầu hết lựa chọn sàn Coinbase. Sàn Coinbase là một trong những sàn mà có lợi ích rất là lớn trong cái sự kiện Bitcoin Spot ETF này. Các bạn thấy được là Grayscale sử dụng Coinbase, ARK Invest sử dụng Coinbase, BlackRock sử dụng Coinbase, Bitwise, chúng ta nói tới Invesco, chúng ta nói tới Valkyrie, Global X, Franklin đều sử dụng Coinbase. Ngoại trừ Coinbase ra đó chúng ta chỉ thấy một sàn khác được Newton, đó chính là Gemini các bạn, thì chỉ có Vanex họ nói họ sẽ sử dụng Gemini. Và bên dưới này chúng ta có Hashdex sử dụng BitGo, và điều thú vị nhất là Fidelity họ lựa chọn là tự lưu trữ các bạn, self custody. Còn về bên tay phải này đó thì các bạn thấy được là điều mà Thuận cảm thấy thú vị nhất là những cái mã chứng khoán, những cái ticker symbol các bạn, và đương nhiên Thuận thích nhất đó chính là của Vanex, họ đã lựa chọn mã chứng khoán là HODL các bạn, HODL. Bên dưới này đó thì có Fidelity Thuận cũng rất là thích các bạn, đó chính là FBTC. Và đương nhiên cái mà nhiều người thích nhất đó chính là Valkyrie, họ lựa chọn có ticker symbol là BRRR các bạn, nghĩa là BRR, giống như là in tiền này các bạn, cái mã in tiền. Thì đây là những cái ticker Thuận thích nhất. Các bạn thích ticker nào khác có thể comment ở bên dưới. Thì chúng ta thấy được là đến bây giờ đó giá của Bitcoin thì cũng không có thay đổi nhiều. Hôm qua có một cái sự giảm xuống, thì lúc đó nhiều người cũng nghĩ có thể đây là cái sự kiện sell the news, tại vì hầu như chúng ta cũng đã biết cái tin tức bây giờ đã 99.9999% là sẽ được thông qua rồi. Nhưng mà ngay sau đó đó thì giá cũng đã không có xuống tiếp tục nữa mà giữ ở mức 42.000 đô. Có phải là chờ đợi khi nào mà có tin tức được thông qua chính thức thì lúc đó giá mới xuống tiếp tục hay là không, hay là chúng ta sẽ không thấy bất cứ một cái sự kiện sell the news nào nữa mà sẽ có sự tăng trưởng từ đây? Cái đó là ngắn hạn, Thuận không biết được các bạn. Dài hạn đó thì Thuận đã chia sẻ với các bạn đây một cái sự kiện cực kỳ bullish cho thị trường Bitcoin nói riêng và crypto nói chung các bạn. Tại vì sau Bitcoin rồi đã sẽ có những quỹ ETF khác, và tiền sẽ đi vào thị trường này. Tiền mà chúng ta không có từ trước tới bây giờ sẽ có một cánh cửa để mà đi vào thị trường này. Không phải ngay bây giờ đâu các bạn, có thể là sẽ tốn một thời gian vài năm hay gì đó, tiền sẽ từ từ đi vào. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi, trong vòng 2 năm tới đây, nếu như chúng ta đi theo chu kỳ 14 năm thì năm 2024 sau đầu năm cũng rất là tốt các bạn. Sau khi mà có Bitcoin halving á, thì dựa theo lịch sử giá có thể tiếp tục tăng trưởng cho đến gần ngày halving thì sẽ có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà sau khi halving khoảng chừng là 8 tháng hay gì đó, nghĩa là khoảng chừng cuối năm sau đó, thì giá Bitcoin sẽ đạt đỉnh mới dựa theo những chu kỳ trước đây. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy Bitcoin phá đỉnh cũ lập đỉnh mới. Thời điểm này năm sau các bạn hy vọng giờ này năm sau Thuận ngồi đây nói với các bạn là wow, các bạn chúng ta đang đột phá nhận định mới. Nhưng mà dựa theo chu kỳ 4 năm đó, thì cái năm mà sẽ cực kỳ bullish đó chính là năm 2025. Chúng ta sẽ có một cái sự đột phá. Và nếu chúng ta tin tưởng những gì đã xảy ra đối với vàng ETF thì chúng ta được là sau một năm đó tiền sẽ đổ vào trong thị trường này. Và điều quan trọng hơn đó, không có gì khiến cho nhiều người muốn đầu tư vào một cái gì đó hơn là khi mà giá tăng các bạn. Tôi nói với các bạn, chúng ta có thể trả biết bao nhiêu tiền, các bạn có thể mướn một cái đội ngũ liên quan đến marketing cực kỳ hùng hậu, nhưng mà đến cuối cùng đó, đội ngũ đó cũng sẽ không thể làm được nhiều khi mà giá cả không như mong muốn các bạn. Khi mà giá tăng, đó sẽ là cái công cụ quảng bá tốt nhất. Và năm nay đó, Bitcoin cũng đã có một sự tăng trưởng vượt trội hơn rất nhiều những cổ phiếu, thì hy vọng là năm sau sẽ thu hút thêm nhiều người quan tâm đến thị trường này, nhất là khi mà có Bitcoin Spot ETF, nghĩa là cái nguồn cầu sẽ tăng lên trong khi cái nguồn cung, ít ra nguồn cung đến từ những cái thợ đào sẽ giảm xuống các bạn. Tại vì halving nó chỉ khiến cho cái số lượng Bitcoin đào ra bị giảm đến phần nửa mà thôi, nhưng mà đó cũng là một cái nguồn cung mà liên tục xuất hiện trên thị trường, giảm xuống, nguồn cầu tăng lên. Chúng ta có những cái sự kiện tốt liên quan tới halving, liên quan tới Fed giảm lãi suất, thì hy vọng chúng ta sẽ có một cái năm mà cực kỳ rực rỡ, còn tốt hơn cái năm nay. Hy vọng đó là sự thật các bạn. Năm sau giờ này ngồi đây chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng để xem coi là tình hình như thế nào. Nhưng mà Thuận thì đã rất hào hứng chuẩn bị chào đón năm 2024 rồi. Và chúng ta còn một số những cái tin tức khác tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video cuối năm nay. Chúng ta đã thấy trên màn hình, ở đây là cái trang chính thức ở trên đài CNBC các bạn. Thì đáng tiếc ngay trên trang chính thức luôn các bạn, cái bài mà họ để ngay chính giữa này, đó chính là cái bài chính họ muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì các bạn thấy họ đã để tấm hình Sam Bankman-Fried và CZ kế bên nhau. Và các bạn đọc cái tựa đề đó thì tóm lại họ muốn mọi người nghĩ là cả hai đều giống nhau, nhưng mà sự thật đó các bạn đã biết là hai người này không giống nhau và hai sự kiện này cũng không giống nhau các bạn. Chỉ có một trong hai sàn là tuyên bố phá sản mà thôi. Chỉ có một trong hai người bị kết tội là gian lận, chiếm đoạt tài sản và chuẩn bị lãnh án vài chục năm. Chỉ có một trong hai sàn những nạn nhân đang chờ đợi để lấy được tiền mà thôi, và đó không phải là sàn Binance. Hai cái này nó rất là khác nhau các bạn, nhưng mà các bạn đã thấy được là có một cái gì đó, một ai đó muốn cho mọi người nghĩ là hai sự kiện này nó giống như nhau. Và các bạn cũng đã nhớ là cái ngày mà sẽ đưa ra cái bản án cho CZ đó chính là vào tháng 2 của năm sau, và cái ngày mà đưa ra bản án cho Salmon Free sẽ là vào tháng 3, cách nhau khoảng chừng là 1 tháng các bạn, 4 tuần mà thôi. Thì tại sao như vậy? Có thể là đây cũng là một sự sắp xếp gì đó để cho mọi người đó cảm thấy được là Salmon Free không phải là riêng lẻ là một cái gì đó cực kỳ xấu trong thị trường này, mà cũng có một cái sự kiện khác tương tự như vậy cũng đã xảy ra, giống như là làm giảm đi cái sự nghiêm trọng của Sam Bankman-Fried. Đó là cái suy nghĩ riêng của Thuận mà thôi. Nhưng mà cái điều thú vị hơn đó, các bạn có để ý cái thông tin mà Thuận sắp sẽ chia sẻ với các bạn liên quan đến công tố quyết định là không truy tố Sam Bankman-Fried cái tội dùng tiền khách hàng để hối lộ quan chức Hoa Kỳ đó, thì nó nho nhỏ bên dưới các bạn thấy được là nó nằm ngay bên dưới này. Cái chữ bên trên này đó thì cực kỳ lớn, nhưng mà cái đây đâu phải là tin tức của các bạn, đây chỉ là một cái thông tin so sánh họ muốn đưa ra mà thôi. Tin tức lớn đó mà Thuận sắp sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là nằm bên dưới này các bạn, nhưng mà đó là một cái link nho nhỏ mà thôi. Tại sao thì các bạn có thể tự đưa quyết định cho bản thân của mình. Ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy một văn bản được chia sẻ bởi văn phòng tổng trưởng lý Hoa Kỳ. Cái văn bản các bạn đang nhìn trên màn hình đó, thì cái văn bản này đó được chia sẻ vào ngày thứ 6, ngày hành chánh cuối cùng của năm. Điều này rất quan trọng các bạn, tại vì ngày thứ 6, ngày hành chánh cuối cùng của năm, một ngày mà nhiều người sẽ bắt đầu đi nghỉ lễ, họ sẽ không quan tâm nhiều đến tin tức. Thì tại sao lại không có chia sẻ trước đó mà đợi tới ngày cuối cùng, cái ngày mà họ biết sẽ ít người đọc tin tức hơn, ít người quan tâm đến hơn, và người ta bây giờ sẽ bắt đầu là nghỉ lễ New Year và sẽ trở lại tuần sau, thì mọi thứ nó đã bắt đầu phai nhạt đi rồi. Và cái thông tin chính là liên quan đến việc là công tố viên đã thông báo là sẽ không có thêm phiên tòa đầu năm sau cho Sam Bankman-Fried. Theo lịch thì còn một phiên tòa nữa trước khi tuyên án. Tại vì các bạn đã nhớ là cái phiên tòa chúng ta nói tới cách đây vài tháng đó, cái phiên tòa đó là liên quan đến những sự kiện đã xảy ra ở sàn FTX dẫn đến họ bị phá sản, dẫn đến họ bị mất tiền của khách hàng. Nhưng mà còn một phiên tòa nữa, đó chính là cái phiên tòa liên quan đến việc là Sam Bankman-Fried đã dùng tiền khách hàng khoảng chừng là 100 triệu đô la để hối lộ những quan chức ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái phiên tòa đó sẽ không xảy ra đâu các bạn, tại vì bên công tố viên họ đã quyết định là không truy tố Sam Bankman-Fried về vi phạm luật quyên góp tài chính và hối lộ các chính trị gia. Wow các bạn, tại sao thì có họ biết mà thôi. Và chúng ta sẽ mãi mãi không biết ai thật sự nhận được bao nhiêu tiền. Cũng trùng hợp, năm sau là năm mà sẽ có tái bầu cử các bạn. Không chỉ riêng là tái bầu cử tổng thống mà chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những chức vụ ở quốc hội cũng sẽ được tái bầu cử trở lại. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment bên dưới đây có phải là một sự trùng hợp hay là không. Và điều mà quan trọng hơn đó, có nhiều người thường cảm thấy là cũng không có đọc kỹ hay sao. Tại vì một số người nói là ồ vậy thì Sam sẽ không có bị xử tội. Không phải các bạn, những gì đã xảy ra cách đây vài tháng là những cái tội đó thì vẫn sẽ được phán quyết và Sam sẽ vẫn lãnh cái án vào tháng 3. Bao nhiêu đó tới đó chúng ta mới biết được, thì có thể là vài chục năm hay gì đó. Nhưng mà riêng cái tội liên quan đến là hối lộ thì sẽ không có các bạn. Và cũng đồng nghĩa là những cái quan chức của Hoa Kỳ, nếu như Thuận chỉ nói là nếu như mà thôi các bạn, tại vì Thuận đương nhiên là không biết sự thật ra sao rồi. Mắc công người ta đã nói là Thuận đổ quan cho quan chức ở Hoa Kỳ các bạn. Nhưng mà nếu như mà có ai đó nhận được tiền hối lộ đến từ Sam Bankman-Fried thì những người đó cũng sẽ mãi mãi không có được đưa ra ánh sáng. Và chúng ta cũng đã biết là cái mối quan hệ của Sam Bankman-Fried đó đối với lại giới chính trị Hoa Kỳ đã cực kỳ mật thiết, và không chỉ riêng một đảng nào các bạn, nói chung là cả hai đảng đều rất thân với Sam Bankman-Fried. Trước đây chúng ta đã thấy được là đã chụp hình chung với rất nhiều người ở Quốc hội ở Hoa Kỳ, và thậm chí các bạn thấy được là Sam Bankman-Fried đó là một trong những người mà cũng có thể tiếp cận với lại những người mà cực kỳ có tiếng tăm trong chính trị, giống như là cựu tổng thống Bill Clinton. Cái sự ảnh hưởng rất là lớn các bạn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không biết sự thật ra sao. Và có một điều thú vị nữa, để Thuận chia sẻ tin tức, để Thuận sẽ nói thêm với các bạn, đó chính là liên quan tới thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Các bạn đã biết là chúng ta có văn phòng thương mại ở Hoa Kỳ. Chúng ta bây giờ đã có thêm một văn phòng là văn phòng thương mại kỹ thuật số Hoa Kỳ. Thì CEO của văn phòng đó đã kêu gọi Ủy ban đạo đức của Thượng viện nên tiến hành một cuộc điều tra đối với thượng nghị sĩ Elizabeth Warren về việc là bà đưa ra những phát ngôn sai lệch và gây hiểu nhầm về crypto và phóng đại vai trò crypto trong sự kiện tài trợ khủng bố. Chúng ta nói tới đề tài này rất là nhiều rồi các bạn. Tuy là đã được chứng minh nhiều lần là những gì mà thượng nghị sĩ Warren nói là hoàn toàn không đúng sự thật. Cái số lượng crypto sử dụng trong việc tài trợ khủng bố đó cực kỳ thấp, đến nỗi mà không phải là một cái gì đó chúng ta cần phải quan tâm ngay thời điểm bây giờ, mà cái số tiền sử dụng nhiều nhất là thông qua hệ thống ngân hàng hiện tại, sử dụng đồng đô la để mà tài trợ khủng bố chứ không phải là crypto. Chúng ta đã nói tới rất nhiều về đề tài này và trên Quốc hội biết bao nhiêu chuyên gia cũng đã nói như vậy rồi. Nhưng mà điều thú vị hơn đó không phải là đề tài này, mà điều thú vị hơn đối với Thuận là thượng nghị sĩ Warren luôn rất chống đối crypto và muốn truy tố tất cả kẻ xấu, nhưng mà lại rất im lặng về việc công tố sẽ không truy cứu Sam Bankman-Fried về tội hối lộ quan chức Hoa Kỳ các bạn. Thuận vừa check cái Twitter của thượng nghị sĩ Warren thì bà cũng không nói gì về đề tài này. Về đề tài này đó, tuy cũng được đưa tin nhưng mà các bạn thấy là nó nằm ở một góc nho nhỏ ở trên CNBC mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua một đề tài khác đi. Tại vì đây là một cái đề tài Thuận cũng đã muốn chia sẻ với các bạn mấy ngày hôm qua rồi nhưng mà không có dịp các bạn. Đây là một đề tài liên quan tới Ethereum, tại vì Thuận thấy là gần đây đã có một cái số lo lắng liên quan tới Ethereum. Tuy năm nay các bạn thấy là giá Ether vẫn tăng là khoảng 98%. Các bạn thấy được là con số này đó, đối với một người đầu tư bình thường thì con số cực kỳ cao, nhưng mà không có cao khi mà chúng ta so sánh với Bitcoin tăng 158%, Cardano 145% và Solana 907% trong vòng một năm qua. Thì có nhiều bạn bắt đầu lo lắng là Ethereum có phải là có vấn đề gì hay là không. Thì trước hết đó, các bạn phải nên nghĩ đến là giá Ether bây giờ so với cái đỉnh là bao nhiêu. Và khi chúng ta so sánh với lại Solana, tuy là tăng 907% nhưng mà hiện bây giờ so với cái mức đỉnh đó, cách xa bao nhiêu, thì cái đó mới là cái cách mà Thuận nghĩ là các bạn có thể so sánh nó dễ hơn. Nhưng mà nói riêng về Ethereum đó thì mặc dù không ai biết được tương lai các bạn, Thuận là một người mà đầu tư vào Ether cũng khá là nhiều các bạn. Các bạn đã biết là sau Bitcoin thì Ether đồng mà Thuận đã tin tưởng rất nhiều năm nay và bây giờ cũng như vậy. Nhưng mà Thuận bản thân cũng lưu trữ Cardano, các bạn đã biết, cũng lưu trữ Solana. Thì đương nhiên Thuận không biết được tương lai cũng như là các bạn, nhưng mà Thuận đã rất nhiều lần thấy nhiều người bỏ rơi Ethereum chỉ để thấy Ether khiến cho nhiều bạn bất ngờ, như là vào năm 2017 các bạn, khi mà giá Ethereum từ $8 lên $1.400, khi mà chúng ta thấy được là vào năm 2021 khi mà giá của Ether đó cách đó khoảng chừng một năm chỉ có $80 mà thôi, mà từ $80 lên tới $4.800 các bạn. Ethereum đã được coi là lỗi thời khi mà so sánh với nhiều nền tảng khác nhiều năm nay. Không phải là bây giờ đâu các bạn. Các bạn có thể là mới tham gia vào cảm thấy là Ether bây giờ người ta nói là lỗi thời khi mà so sánh với một số những nền tảng khác. Nhưng mà đây là câu chuyện đã có từ nhiều năm rồi. Những năm trước đó, chưa có Solana, chưa có Cardano thì Ether được so sánh với những cái Ethereum Killer trước đó các bạn, có nghĩa là một cái nền tảng mà sẽ tiêu diệt Ethereum. Tới cuối cùng đó thì các bạn thấy là Ether vẫn đứng vững tới bây giờ. Sự thật đó là ngay bây giờ chúng ta đương nhiên là có những cái đối thủ mạnh hiện tại cạnh tranh với Ethereum, nhưng mà trong năm sau đó thì nếu các bạn có lòng tin với Ether thì có hai cái sự kiện mà chúng ta cũng nên chú ý trong vòng năm tới. Thứ nhất là chúng ta nói tới là Ethereum Spot ETF. Điều quan trọng là hiện bây giờ chỉ có 3 đồng. Các bạn nên biết là ngay bây giờ đó chỉ có 3 đồng là chúng ta rõ ràng là có phải là chứng khoán hay là không trong cách nhìn của SEC. Thứ nhất là Bitcoin, đương nhiên là các bạn, Bitcoin đã được tuyên bố là hàng hóa rồi. Cái đó ai cũng hiểu. Thứ nhì là XRP. XRP đã được tòa tuyên bố không phải là chứng khoán. Và cuối cùng đó chính là Ethereum các bạn. Giám đốc SEC trước đây là William Hinman đã tuyên bố Ether không phải là chứng khoán cách đây vài năm. Mặc dù là Gary Gensler không có công khai nhìn nhận Ether không phải là chứng khoán, nhưng mà ông cũng đã không phủ nhận khi mà được hỏi bởi Quốc hội các bạn. Rất nhiều lần Quốc hội hỏi Gary Gensler về Ethereum thì ông chưa bao giờ phủ nhận nói Ether là chứng khoán hết. Ông chỉ nói dòng dò mà thôi, nghĩa là không có nhìn nhận nhưng mà cũng không phủ nhận. Nhưng mà một điều quan trọng hơn là hành động của SEC đã cho thấy là họ xem Ethereum như là một hàng hóa khi mà họ đã phê duyệt Ether Futures ETF trong năm nay. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy có Bitcoin Spot ETF rồi đó, thì những đồng nào kế tiếp có thể là được chọn để có Spot ETF thì thường nghĩ là Ethereum sẽ đồng kế tiếp các bạn. Tại sao không phải là XRP? Tại vì XRP vụ kiện với lại SEC thì vẫn chưa có hoàn toàn xong hết các bạn. Khi mà xong rồi đó thì các bạn thấy là hoàn toàn có thể là có những cái công ty đại đơn để có Ripple XRP Spot ETF, hay là họ có thể là bắt đầu muốn lên sàn chứng khoán các bạn, giống như là Brad Gellinghouse đã nói là họ muốn công ty Ripple trở thành công ty giao dịch trên sàn chứng khoán. Nhưng mà cái đó là phải đợi cho xong cái vụ kiện, cho nên Thuận hoàn toàn tin tưởng Ether sẽ là câu chuyện kế tiếp nếu chúng ta có Bitcoin Spot ETF. Và ngay bây giờ chúng ta đã biết đã có khoảng chừng là 7 cái đơn đến từ phố Wall để có Ether Spot ETF rồi. Nếu như mà được thông qua thì các bạn có thể nghĩ đến là cái sự hào hứng sẽ như thế nào. Cứ nhìn vào sự hào hứng từ Bitcoin, nếu như mà Ether Spot ETF được thông qua đó, sự hào hứng sẽ ra sao. Cho nên một mặt đó là các bạn cũng phải nghĩ đến là công nghệ hệ sinh thái, một mặt khác các bạn cũng phải quan tâm đến phố Wall các bạn, quan tâm đến là thị trường tài chính nghĩ sao. Tại vì đến cuối cùng công nghệ là một chuyện, công nghệ là các bạn sử dụng ra sao, các bạn sẽ dùng Ether để làm gì, các bạn sẽ sử dụng Solana để làm cái gì. Một mặt khác các bạn nghĩ đến giá cả thì giá cả là thuộc về thị trường tài chính, cho nên câu chuyện công nghệ nó tuy quan trọng nhưng mà đối với Thuận nên thị trường crypto nó gần như là thị trường tài chính hơn là thị trường công nghệ, cho nên thị trường tài chính không thể bỏ qua được. Và có thể là nhiều bạn nói là cần gì quan tâm đến thị trường tài chính, cần gì quan tâm đến phố Wall. Các bạn cũng đừng quên một trong những lý do tại sao mà Solana có sự tăng trưởng nhiều năm nay như vậy đó, thì ngoại trừ là chúng ta có những người đầu tư trong thị trường này, các bạn nên biết là câu chuyện về Solana đã được thúc đẩy rất là nhiều bởi phố Wall. Các bạn nghĩ Cathy Wood là người của ai? Đi là người của phố Wall rồi các bạn. Cathy Wood cả năm nay đã liên tục thúc đẩy cái câu chuyện liên quan tới Solana. Các bạn cũng biết là Vanex, là công ty của ai các bạn, công ty của phố Wall cũng liên tục thúc đẩy cái sự bullish của họ liên quan tới Solana. Cho nên các bạn không thể xem nhẹ sự ảnh hưởng của phố Wall đối với thị trường này các bạn. Và Hoa Kỳ là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới, cho nên đó là điều đầu tiên các bạn cần phải nghĩ đến. Ethereum Spot ETF nó không có liên quan gì đến công nghệ của Ether hết, hay là hệ sinh thái, nó liên quan đến thị trường tài chính. Thứ nhì nữa thì cái này nó liên quan đến công nghệ hơn các bạn. Có cái sự kiện quan trọng thứ hai, đó chính là bạn nâng cấp tiếp theo của Ethereum gọi là Cancun, hay là gọi cái tên đầy đủ là Cancun-Deneb cho tầng 1 và tầng 2. Cancun là cho tầng 1 và Deneb là cho tầng 2, và có thể giúp cho Ether tăng tốc độ lên tới 100.000 giao dịch mỗi giây cho tầng 2 của Ether. Thì đây là một cái chủ đề phức tạp, Thuận sẽ cố gắng chia sẻ một cách đơn giản nhất. Nhưng mà trước hết á, thì các bạn đã biết là gần đây Vitalik đã đưa ra một cái sự chia sẻ. Nói chung đây là một cái đề xuất đến từ Vitalik, đề xuất 3 hướng để cải thiện hiệu quả mạng Ether, và hiện đã có rất nhiều tranh cãi về những đề xuất này. Thuận dành thời gian để mà chia sẻ ba cái hướng này với các bạn, nhưng mà đây chỉ là một cái đề xuất của Vitalik mà thôi, không phải là sẽ được thực hành. Cái quan trọng hơn sẽ là cái mình Thuận sẽ chia sẻ kế tiếp với các bạn liên quan đến những gì sẽ được thực hành vào năm 2024. Thì chúng ta hãy trở lại đi hướng đầu tiên mà Vitalik nói đến. Cái này nó giống như là một cái định hướng xa hơn cho Ethereum chứ không có phải là cập nhật kế tiếp cho năm sau các bạn. Nhưng mà hướng đầu tiên được nói đến bởi Vitalik đó là tập trung hoàn toàn vào những nhóm staking phi tập trung. Đầu tiên đó thì Vitalik đã đề xuất giảm đáng kể số lượng người xác nhận, nghĩa là validator, bằng cách thiết lập yêu cầu tiền gửi tối thiểu là tới 4.096 Ether. Thì các bạn nghĩ là bây giờ đó các bạn muốn chạy một cái máy node riêng, một cái máy validator riêng thì các bạn cần phải có là 32 Ether. Thì các bạn thấy là 32 Ether nhân cho bây giờ là 2.000 mấy một Ether thì con số cũng rất là cao rồi cho người bình thường. Các bạn cứ nghĩ đi, 4.096 Ether để có thể chạy một cái validator, nghĩa là các bạn tự stake, thì con số không hề nhỏ. Và sau đó đó thì bà Vitalik nói là muốn giới hạn tối đa là chỉ có 4.096 người xác nhận mà thôi. Điều này sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng tính toán trên mạng và đơn giản hóa cơ chế đồng thuận. Điều thứ nhì được nói đến đó chính là staking 2 tầng. Thì thay vào đó, Vitalik đề xuất là triển khai hệ thống staking 2 tầng, nơi mà các người xác nhận sẽ được chia thành 2 tầng nặng và tầng nhẹ. Tầng nặng sẽ bao gồm những người xác nhận với tiền gửi tối thiểu là 4.096 Ether, chịu trách nhiệm cho các cơ chế đồng thuận cốt lõi. Tầng nhẹ sẽ bao gồm những người xác nhận mà không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu, có nghĩa là bao nhiêu cũng được, để mà tham gia vào staking, đóng góp vào an ninh mạng tổng thể mà không cần phải tham gia trực tiếp vào cơ chế đồng thuận. Đó là hướng thứ nhì. Hướng thứ ba được nói đến bởi Vitalik đó chính là tham gia xoay vòng. Nghĩa là cuối cùng đó thì Vitalik đề xuất một phương pháp xoay vòng, một nhóm bao gồm là 4.096 người xác nhận sẽ được chọn ngẫu nhiên để mà tham gia vào cái sự đồng thuận của mạng lưới và luôn luôn thay đổi, nghĩa là bây giờ người này được chọn, rồi kế tiếp người kia được chọn để cho mọi người đều có cái khả năng để mà đóng góp vào mạng lưới. Điều này đó sẽ đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong khi mà duy trì hiệu quả khả năng mở rộng của mạng lưới Ether. Thì các bạn vừa nghe Thuận chia sẻ ba cái hướng này. Một lần nữa đây là những cái đề xuất, cái định hướng xa hơn cho Ether mà thôi, chứ không phải là một cái đề xuất cập nhật các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là phản ứng cộng đồng đó, thì đương nhiên khi mà nghe như vậy thì phản ứng đầu tiên là mọi người đều rất lo lắng về cái số lượng người xác nhận giảm một cách đáng kể xuống chỉ còn có 4.096 người mà thôi. Thì đây đương nhiên có thể gây ra một cái sự tập trung hơn cho mạng lưới của Ethereum. Và thêm vào đó, nếu như mà đòi hỏi là một ai đó tham gia vào từ stake thì có thể cần tới 4.096 Ether. Thì đương nhiên chỉ có những tổ chức có tiền, những cái nhóm có tiền mà thôi mới có thể tham gia vào, thì sẽ dẫn đến là mạng lưới của Ether sẽ tập trung hơn theo thời gian. Và ngay bây giờ đó các bạn thấy được là dựa theo Beacon Chain thì chúng ta thấy được là cái số lượng người tham gia vào Ethereum validator lên tới con số là 899.000, con số cực kỳ cao các bạn. Nhưng mà cái số lượng mà tham gia vào để mà tạo block đó thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà các bạn nên hiểu, cho dù các bạn có lòng tin hay là các bạn là fan của Solana, Avalanche, Cosmo, Near, Polygon, điều mà các bạn nên hiểu là có một cái sự đánh đổi liên quan tới tốc độ và tập trung hay là phi tập trung. Đây là cái trang web Solana.com các bạn, để cho các bạn nói là Thuận không phải thiên vị, tại vì thực ra Thuận lưu trữ cả Solana, Thuận lưu trữ cả Ethereum. Nhưng mà các bạn nên thấy là cái số lượng người mà tham gia vào staking để mà tạo lock trên Ethereum là nhiều nhất hiện bây giờ, nhiều hơn gấp đôi Solana các bạn. Solana là 1961, Avalanche 1311, Cosmo 180, Near 218, Polygon 79, mà Ether là tới 4435. Cho nên chỉ dựa vào những cái mạng lưới trên màn hình mà thôi đó thì Ether là phi tập trung nhất khi mà nói tới cái số lượng người tham gia vào validators. Đương nhiên trên cái bảng so sánh này không có tất cả và không có Cardano, và Thuận cũng đang lưu trữ Cardano, cho nên những bạn nào mà fan Cardano thì khoan hãy comment. Thuận chỉ nói những gì mà trên màn hình mà thôi. Thì các bạn đã thấy cái sự phi tập trung này dẫn đến một sự đánh đổi. Sự đánh đổi đó đó chính là tốc độ sẽ chậm hơn, phí sẽ cao hơn các bạn. Và những bạn nào mà tham gia vào thị trường này cũng đã biết chúng ta có một cái sự nan giải giữa ba điều mà blockchain nào cũng muốn có nhưng mà không thể có cả ba được. Chúng ta phải lựa chọn đâu đó chính giữa mà thôi. Thứ nhất đó chính là sự phi tập trung. Thứ nhì đó chính là tốc độ trên mạng lưới, và tốc độ ở đây nó cũng ảnh hưởng đến cái phí giao dịch các bạn. Và thứ ba đó chính là độ an toàn. Thì để các bạn hiểu rõ hơn, giống như các bạn lựa chọn là mạng lưới các bạn sẽ phi tập trung và cực kỳ an toàn. Giống như chúng ta nói tới Bitcoin đi, thì đương nhiên tốc độ sẽ bị chậm lại các bạn, tại vì càng phi tập trung, càng an toàn thì càng phải được kỹ lưỡng hơn, dẫn đến tốc độ chậm lại. Ngược lại đó thì các bạn nếu như mà muốn có tốc độ nhanh muốn có cái sự an toàn thì ngược lại các bạn phải hy sinh, đó chính là cái sự phi tập trung. Và nếu như các bạn muốn phi tập trung và nhanh thì các bạn phải hy sinh cái độ an toàn. Nói chung là các bạn phải chọn 2 trong 3 mà thôi, và các bạn phải đâu đó nằm chính giữa cả ba cái này chứ không có thể có tất cả được. Và mạng lưới của Ethereum, cái hoạt động bây giờ là có nhiều người tham gia vào staking, nhiều người tham gia vào block producing, thì cái khả năng mở rộng lại bị hạn chế, các bạn dẫn đến phí cao. Cho nên nếu như mà Vitalik muốn cho mạng lưới của Ether nhanh hơn, nên tôi nghĩ là Vitalik cũng phải nghĩ đến việc là phải lựa chọn hy sinh cái gì đó để cho mạng lưới có thể hoạt động nhanh hơn được. Và trong trường hợp này đó là Vitalik đang đề xuất là hy sinh cái sự phi tập trung một chút để có thể có được tốc độ nhanh hơn, và cũng có thể tiếp tục giữ được cái khả năng an toàn cho mạng lưới, nhưng mà phải hy sinh cái sự phi tập trung các bạn. Và ngay cả liên quan tới bài viết này ở trên Cointelegraph thì chúng ta được là có một cái thông tin liên quan đến cái chữ ký mỗi slot ở trên Ethereum. Thì hiện bây giờ đó thì mỗi slot có tổng cộng là có 28.000 chữ ký. Thì bây giờ và Vitalik nói là ngay cả chữ ký thì cũng muốn giảm xuống từ 28.000 còn 8.192 chữ ký mà thôi, để cho mạng lưới có thể sử dụng ít cái tài nguyên hơn, dẫn đến là có thể là xử lý nhiều giao dịch hơn, cái phí thấp hơn, vân vân. Tôi cảm thấy là giữa những người mà yêu thích cái mạng lưới này so mạng lưới kia đó thì hay có sự tranh cãi là Solana tốt hơn Ethereum, hay là những người thích Ethereum nói là Ethereum tốt hơn Avalanche, Avalanche nói là mình tốt hơn Cosmo. Cái đó nó không có hẳn là cách suy nghĩ đúng đâu các bạn. Thật ra đối với một người đầu tư đó thì Thuận đa dạng hóa và đầu tư vào nhiều những cái mảng khác nhau, và đối với Thuận tập trung vào Ether tại vì Thuận đã đầu tư nhiều năm rồi các bạn, và Ether nó còn có một câu chuyện là câu chuyện tài chính Thuận vừa chia sẻ với các bạn mới đây. Nhưng mà về mặt công nghệ đó thì thật ra không có cái gì tốt hơn cái gì đâu các bạn, một cách đơn giản như vậy. Tại vì tất cả nó đều có điểm yếu và nó đều có cái điểm mạnh hết các bạn. Cái câu hỏi là các bạn sử dụng mạng lưới này để làm gì? Để Thuận cho các bạn một số ví dụ, giống như là các bạn thấy là bao nhiêu năm qua người ta cứ tranh cãi cái gì tốt hơn các bạn, Android tốt hơn hay là iPhone tốt hơn. Tùy theo các bạn sử dụng cái gì, tùy theo là các bạn có cái máy tính của Apple hay là không. Tại vì các bạn sử dụng máy vi tính Apple thì đương nhiên điện thoại các bạn sẽ dễ dàng di chuyển tài liệu hơn, hay là các bạn thích cái sự đơn giản của cái Apple, hoặc là các bạn là một người mà thích có cái sự linh hoạt trong việc là các bạn có thể tự lập trình cho cái điện thoại của mình thì đương nhiên các bạn muốn lựa chọn Android. Hai cái này nó khác nhau các bạn, nó không phải là cái nào tốt hơn cái nào, tùy theo các bạn sử dụng như mục đích nào mà thôi. Cũng giống như là người ta nói tới là các bạn thích sử dụng Windows hơn hay là Mac OS hơn, thì tùy theo các bạn dùng để làm gì. Các bạn không phải là một người làm YouTube, các bạn hay thường để mà cần phải có những cái phần mềm edit hiệu quả thì có thể các bạn sử dụng Mac nhiều hơn, hay là các bạn là một người lập trình viên hay là gì đó các bạn có thể sử dụng Windows nhiều hơn. Tùy theo các bạn dùng gì, mục đích nào, chứ không phải là cái nào tốt hơn cái nào các bạn. Và giống như các bạn hỏi là bây giờ đó thì tôi nên học cái lập trình nào, ngôn ngữ lập trình nào tốt hơn, thì có phải là Java tốt hơn Python hay là tốt hơn những cái khác hay không, thì tùy theo các bạn dùng làm cái gì. Đương nhiên cái mà Thuận muốn nói đây đó là tùy theo mà thôi. Cũng giống như là người ta nói là xe điện tốt hơn hay là xe chạy bằng xăng tốt hơn, tùy theo các bạn có chạy nhiều hay không, các bạn có chạy đường xa hay không, các bạn ở nơi lạnh hay là nóng, các bạn ở một nơi mà có nhiều chỗ để mà điện hay không, nhà các bạn có nơi để mà sạc điện hay không. Những cái này đều quan trọng để các bạn đưa ra quyết định là lựa chọn xe điện hay là xe xăng các bạn. Thì cái mà Thuận muốn nói đây đó là khi chúng ta nhìn vào mạng lưới nào tốt hơn mạng lưới nào, nó không có đơn giản gì đâu, tùy theo các bạn sử dụng để làm gì mà thôi. Các bạn cần độ an toàn nhiều hơn, các bạn thích phi tập trung hơn hay là các bạn thích mạng lưới nhanh và cái phí thấp hơn, tùy theo các bạn dùng để làm gì. Và đối với lại Ethereum đó thì các bạn đã thấy những gì mà Thuận vừa chia sẻ chỉ là cái định hướng tương lai của Ether mà thôi, nhưng mà nó vẫn chưa có được cộng đồng giống như là ủng hộ các bạn. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là ngoại trừ cái thông tin liên quan đến thị trường tài chính của khả năng có Ethereum Spot ETF ra, thì chúng ta cũng có một cập nhật các bạn. Cập nhật kế tiếp của Ethereum gọi là Cancun-Deneb, và cập nhật này sẽ có một cái gọi là Proto-Danksharding. Nó rất là phức tạp, nhưng mà đối với một nhà đầu tư đó thì đây là cách hiểu của Thuận mà Thuận muốn truyền đạt với các bạn. Hãy tưởng tượng Ethereum nó giống như là một cái thành phố đông đúc với một con đường chính, nghĩa là blockchain Ethereum, mà tất cả các giao dịch, nghĩa là những cái xe cộ đó thì đều di chuyển trên con đường đó. Trên thành phố đó thì ngày càng phát triển, càng nhiều ô tô đi trên đường dẫn đến là sẽ tắc nghẽn giao thông. Vấn đề là về khả năng mở rộng của Ethereum giống như là cảnh kẹt xe. Quá nhiều giao dịch làm cho tắc nghẽn mạng lưới, khiến cho nó trở nên chậm và rất tốn kém. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái cập nhật mà có Proto-Danksharding của Ethereum. Thì chúng ta trước hết hãy nói về khái niệm sharding. Sharding có thể hiểu trong cái ví dụ này là tạo thêm một làn đường. Trong thành phố của Ethereum đó thì hãy tưởng tượng là tạo các làn đường các sàn kế bên con đường chính. Mỗi làn đường thì đương nhiên có thể xử lý dòng giao dịch giao thông riêng của mình, giảm tình trạng tắc nghẽn. Trong Ethereum thì sharding nghĩa là tạo ra các chuỗi song song, nghĩa là những cái shard xử lý giao dịch và hợp đồng thông minh cùng với là chuỗi chính của Ethereum. Điều này tăng khả năng xử lý giao dịch của mạng. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Proto-Danksharding. Thường sử dụng những cái ví dụ đơn giản tại vì Thuận chỉ thích hiểu cách đơn giản nhất mà thôi. Với một nhà đầu tư, có nhiều bạn chuyên về công nghệ thì thích tốt hơn, nhưng mà đây là cách hiểu đơn giản của Thuận. Thì Proto-Danksharding nghĩa là sử dụng không gian hiệu quả hơn. Nếu như mà chúng ta nói cái ví dụ mới đây đó, chỉ thêm làn đường thì không có nghĩa để giải quyết được vấn đề. Các bạn có nghĩ đi, ngoài đời thật càng tăng làn đường càng nhiều xe xuất hiện, dẫn đến tại bị kẹt xe, tại vì nhiều người họ không muốn đi, tại vì họ sợ kẹt xe. Bây giờ có thêm làn thì họ lại muốn lấy xe mình để đi, dẫn đến là lại tiếp tục kẹt xe các bạn. Nếu như chúng ta có thể làm cho mỗi chiếc xe nhỏ hơn, hoặc là các chiếc xe có thể chồng chéo lên nhau thì sao? Proto-Danksharding giống như việc đưa ra quy tắc mới, nơi mà xe cộ, những cái giao dịch được đóng gói hiệu quả hơn và không gian trên đường được sử dụng một cách tối ưu hơn. Điều này bao gồm cách xử lý mới cho những cái dữ liệu, giao dịch làm cho nó nhỏ gọn và hiệu quả hơn. Chúng ta hãy nói tới một cái khái niệm khác nữa, đó chính là data blobs. Thì trong cái Proto-Danksharding đó thì họ sẽ giới thiệu một cái gọi là data blobs, là một cái hiểu đơn giản trong trường hợp này là đóng gói gọn gàng, một cách để đóng gói các dữ liệu giao dịch thành các đơn vị nhỏ gọn, dễ quản lý. Hãy tưởng tượng đó như là việc có một chiếc xe nhỏ gọn có thể chở nhiều hành khách, những cái dữ liệu mà chiếm ít không gian trên đường hơn. Điều này cho phép mạng Ether xử lý lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Chúng ta hãy nói tới rollups đi. Thì rollups trong trường hợp này đó là quản lý giao thông hiệu quả. Thì bên cạnh đó, rollups giải pháp tầng 2 của Ethereum mà nhiều những cái dự án lớn đang áp dụng hiện bây giờ, có thể xem như là một cái xe bus có thể chở nhiều hành khách, nghĩa là chở nhiều những cái giao dịch cùng một lúc. Chúng lấy một lượng lớn giao dịch ra khỏi đường chính, nghĩa là chủ chính của Ethereum, và xử lý riêng biệt, chỉ quay lại đường chính để mà gợi kết quả cuối cùng mà thôi. Thì Proto-Danksharding làm cho việc vận hành và tích hợp các rollups với chuỗi chính Ethereum trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là đây là một cái cập nhật mà sẽ rất là có lợi cho những mạng lưới tầng 2 của Ethereum. Cho nên nói ngắn gọn đó thì Proto-Danksharding của Ethereum nhằm cải thiện hiệu quả và khả năng mở rộng của các giải pháp tầng 2 bằng cách giới thiệu một cách xử lý các giao dịch dữ liệu lớn trong các phần riêng biệt của mạng, nghĩa là những cái shard, làm cho toàn bộ hệ thống có khả năng xử lý cao hơn và ít tốn kém hơn để mà sử dụng. Và cái cập nhật này đó sẽ được lên lịch cho quý 1 của năm 2024, đó là lên lịch mà thôi các bạn. Ethereum đó thì thường hay có sự trì hoãn, cho nên đối Thuận nó thường cộng thêm khoảng chừng là 3 tháng thì khả năng chúng ta sẽ thấy là cái cập nhật này sẽ có vào quý 2 của năm 2024. Và đây là một cái cập nhật lớn mà Thuận muốn gửi đến các bạn liên quan tới Ethereum. Và như Thuận vừa chia sẻ với các bạn đó, đây là một cái gì đó có thể giúp đỡ được cho rất nhiều những mạng lưới tầng 2 của Ethereum hiệu quả hơn. Và ngay cả chúng ta thấy được là Anatoly, nghĩa là người đứng đầu của dự án Solana, thì Anatoly cách đây vài ngày cũng đã nói là Solana là Ethereum. Thì tại sao người ta lại nói như vậy các bạn? Thì Anatoly cũng đã nói là Solana có thể hoạt động giống như là một tầng 2 của Ethereum, không gì không thể hết, thông qua một cái gọi là wormhole Agent Layer. Thuận không phải là người chuyên về công nghệ cho nên cũng không có hiểu cái này là như thế nào. Nhưng mà hiểu đơn giản hơn đó, thì Anatoly nói là khi mà đã có Danksharding, cảm ơn vừa chia sẻ với các bạn, thì mạng lưới của Solana hoàn toàn có thể là xử lý những cái lốc rồi sau đó gửi cái dữ liệu trực tiếp lên trên mạng lưới của Ethereum thông qua một cái cầu. Thì Ethereum đó nó giống như là một cái mạng lưới mà tuy là chậm hơn, phí cao hơn, nhưng mà lại có độ an toàn cao hơn. Cho nên có thể là không cần phải xử lý tất cả trên mạng lưới của Ether, có thể xử lý trên nhiều mạng lưới khác nhau, nhanh hơn, rẻ hơn. Sau đó gửi dữ liệu, kết quả cuối cùng lên trên mạng lưới của Ether để mà được xác nhận thì nó sẽ an toàn hơn. Giống như là các bạn nghĩ đến Bitcoin. Bitcoin không phải là mạng lưới mà chúng ta có thể sử dụng trực tiếp để mà trả hay là thanh toán hàng hóa hàng ngày, tại vì nó rất là tốn phí và tốn thời gian. Nhưng mà ngược lại đó, nếu các bạn cần phải gửi một số tiền lớn mua nhà, mua xe hay gì đó thì Bitcoin hoàn toàn hợp lý các bạn, tại vì nó an toàn hơn. Các bạn hoàn toàn có thể chấp nhận trả cái phí cao để có độ an toàn và hoàn toàn có thể chờ 10 phút được. Cho nên tùy theo là các bạn sử dụng để dùng cái gì, chứ không phải là cái gì tốt hơn cái gì hết các bạn. Và Anatoly cũng kêu gọi cái sự đoàn kết, nói là trong cái sự tăng trưởng, trong cái chu kỳ này thì không muốn nhắc đến cái chuyện là Solana là một cái gì đó để tiêu diệt Ethereum nữa. Tất cả đều có thể hoạt động chung với nhau, cùng nhau để mà phát triển trong cái thị trường này. Và đối với lại Anatoly của Solana đó thì nói là ông không thấy một cái khả năng tương lai của Solana tiếp tục phát triển khi mà không còn Ether nữa. Cả hai đều sẽ tiếp tục phát triển cùng nhau. Và đương nhiên các bạn thấy được là đối với lại Solana đó thì Vitalik cũng đã từng ủng hộ. Giờ này năm ngoái các bạn, lúc mà mọi người bỏ rơi Solana thì Vitalik cũng đã chia sẻ nói là sau những sự kiện giống như là FTX thì những người còn lại của Solana là những người mà Vitalik biết là rất là thông minh và có thể dẫn dắt Solana có sự thành công. Cho nên các bạn thấy là những cái thời điểm đen tối nhất của Solana Vitalik vẫn ủng hộ. Thì bây giờ ngược lại đó, Anatoly của Solana cũng có cái sự ủng hộ và kêu gọi đoàn kết đối với Ethereum các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link kia bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, LineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Happy New Year các bạn!